Dạ, Thái xin mến chào quý bà con cô chú anh chị đã trở lại với kênh Tôi Người Miền Tây. Dạ, Thái xin mến chúc quý bà con cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, hiện Thái đang có mặt tại ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Dạ, hôm nay Thái đến thăm nhà thuốc của chú Mười nha cô chú anh chị. Thì cũng gần Tết sắp đến rồi, thì Thái cũng xin chúc quý bà con cô bác anh chị cùng quý khán giả mình năm mới là thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc an lành. Dạ, thì mình mời quý bà con cô chú anh chị mình cùng đi vô chỗ làm thuốc với chú Mười nha bà con cô bác. Thì hôm nay thì nhà thuốc đã dời sang đây hoàn toàn gần 2 tháng rồi, mình mới đến thăm. Thì giờ qua đây rồi thì rất là rộng rãi và thoải mái và sạch sẽ nữa nghe cô chú anh chị. Thì đây là ông Năm đang làm thuốc ra. Chào ông Năm. Dạ, khỏe ông Năm? Dạ, cũng khỏe. Dạ, đang làm gì mà sao mình mẩy gì dính dữ ông Năm? Đường đi xây thuốc rồi chở thuốc về. À, chở thuốc gì? Bột quá ha, mình xây rồi ha. Dạ, xây rồi đang mình sang viên. Dạ, mình ra viên. Dạ. Dạ, thì chú Mười đang ở trỏng hay gì ông Năm? Dạ. Dạ, con cảm dạ, con cảm ơn ông Năm nha, để dạ, con vô thăm nhà thuốc với chú Mười nha. Dạ. Thì bên đây nghe cô chú anh chị là chai. Chai này á là chai cũ có, chai mới có. Thì cái chi phí nhà thuốc mình á làm mình cũng phải tận dụng lại những cái chai cũ. Thì những cái chai cũ này thì cũng được bà con là xúc lại là rất là sạch sẽ luôn. Đó, đặc biệt á là những cái thuốc mà khô á thì chú Mười sẽ tận dụng lại chai cũ, mình sẽ xúc rửa lại sạch và mình phơi khô. Đặc biệt cái thuốc nghệ á là mình sử dụng hoàn toàn chai mới, tại vì những cái thuốc nghệ thì nó có cái mặt ong á cô chú anh chị, cho nên là mình sử dụng chai mới mới được. Dạ, thì đây là chiếc xe chuyên dụng để dành cho là các chú vận chuyển thuốc nam ha. Đó, thì bên đây là để chai, còn bên đây là bên củi nha cô chú anh chị. Đó, bên đây là để củi. Thì toàn bộ cái nhà mới mình cắt lại là hoàn chỉnh hết. Đó, thì cái chỗ nào mà có làm có để thuốc thì chú Mười sẽ lót gạch bông. Còn bên đây thì do xe cộ đi ra đó, thì chú Mười là ổng tráng bê tông của chú anh chị, tráng bê tông đang cho xe ra vô nó không có bị bể. Thì hiện giờ là chú Mười là đang cái này kêu bằng là sấy khô rồi. Thì bây giờ là chú Mười là đang tra mặt ong hay gì đó cô chú anh chị, đang tra mặt ong vô. Dạ, con chào chú Mười. Dạ, chào chị. Dạ, dạ, chào chú đội phó. Thì ở đây thì chú Mười, nhà thuốc chú Mười thì có hai người nằm cốt cô chú anh chị, là chú Mười là chính, còn nhờ chú Năm là đội phó. Hiện giờ là do cái công việc nó một ngày một nhiều đó, thì nhờ cô mọi chuyện thì ngoài đồng án thì có chú Năm, còn trong nhà thì có chú Mười, nhưng mà chú Mười cũng đi ra ngoài luôn. Thì chú Năm cũng như chú Mười, hai ông đều là coi nhà thuốc này là cũng như là nhà của mình rồi đó cô chú anh chị. Ở nhà ít hơn là ở nhà thuốc không chú Năm? Ừ. Chú Mười không có nhà đâu. Dạ, vừa ghé xe lại là ông lên xe ông chị nữa vậy đó. Dạ, không có nhà, hoàn toàn là làm từ thiện hết. Thì đây mình cũng xin giới thiệu nghe bà con cô bác, thì đây là cái loại sấy mới đó. Cái này là loại sấy mới của chú Mười đó chú Mười. À, chú Mười cho con máng cái này đặng mình giới thiệu với bà con nha. Để này. Dạ, cho chú Năm ống xúc đi. Xúc này à, để ông đứng trao hoài kỳ quá, giới thiệu ông giỏi ông trao hoài. Thì dạ, cái này mỏm thì mình sửa mình giờ làm ở nhà đó. À, rồi mình mua gạch rồi mình lót rồi mình làm cái này là loại sấy mới. Cái loại sấy này vậy là nó nhiều hơn đặng là một bao, hơn một bao. Dạ, như là cái mẻ này là khoảng 350 kg, trên 350 kg nè. Dạ, cái này là mình đang sấy luôn hả vậy chú Mười? Vừa bắt đầu rồi, vừa xong. À, vừa tưới nước là. Dạ, là tới giấc này là mình rồi. Dạ, đẳng thôi, nhiều khi tới tối 7-8 giờ tối, 9-10 giờ không chừng. Dạ, lì giờ này thì nó nhiều hơn mà nó mau hơn. Dạ, cái loại sấy này bự hơn hơn đẳng, bự hơn, làm nó mau hơn. Ừ, hoặc bự hơn. À, do cái công nghệ mình có phát triển hơn ha. Dạ, dạ, rồi mình làm nó được nhiều hơn. Dạ, rồi nó mau hơn. Dạ, dạ, thì toàn bộ những cái chi phí này cô chú anh chị thì nói chung ra thì chú Mười đóng góp một phần, còn cái phần còn lại cũng nhờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cùng với bà con đó là ở đây là đóng góp lại, đặc biệt là những cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài cô chú anh chị đã hỗ trợ với cái số tiền nói chung ra thì nó khá hơn là bà con mình ở đây. Dạ, thì một lần nữa Thái cũng xin đại diện nhà thuốc là cảm ơn các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã
đã tin tưởng Thái với chú Mừ là cùng đồng hành để làm thuốc nam tặng, để làm thuốc nam cho bà con để uống nha cô chú chị trị bệnh. Dạ thì cái thuốc này hôm nay là mình làm này là thuốc gì hả chú Mừ? Này là thuốc bao tử nè. À thuốc nghệ bao tử ha. Khoảng nói là nếu vô chai vậy là khoảng 3.000 chai á. Dạ một mẻ này của mình là 3.000 chai ha. 3.000 chai có. Dạ. 3.000 chai mà bây giờ cũng như là cái thuốc bao tử này là cũng như là thương hiệu luôn rồi. Dạ. Bữa dạ. Nay vô chai. Vậy với ngày mai là tới ngày mốt mới còn hết á. Cái đó là lúc đó là như ai tới trước thì mình cho trước. Dạ dạ. Ai tới sau thì cho sau. Dạ thì chú Mừ cô chú anh chị làm với cái tâm của mình thì cho nên là rất là được bà con cô chú anh chị ở đây là ủng hộ. Thì người thì tiếp công, người thì tiếp sức, còn người nào mà có điều kiện thì tiếp về tiền bạc hay là cho mượn đất hay là cho đất để trồng đó cô chú anh chị. Lúc đầu thì mình với chú Mừ với các chú ở đây là chỉ là trồng khoảng trồng khoảng 10 công thôi. Rồi nhưng mà sau này thì mình mướn 10 công á. Dạ mướn 10 công. Rồi sau này cái được bà con họ thấy mình làm có kết quả đó chứ hai chú Mừ làm rất là tốt cho công việc. Thì thường thường thì chú Mừ người ta trồng là thuốc nam mà thì thắt hai chúng thì người ta cũng không có quan tâm gì nhiều. Còn đối với chú Mừ làm là phải có kết quả, có năng sức chú Mừ mới chịu, cho nên là bà con rất là tin tưởng. Giao đất cho chồng là hiện giờ là khoảng 30-40 công vậy hả chú Mừ? 40 rồi, trên 40 công luôn. Nghệ không là 40 công á. Nghệ không là 40. Còn rau vừa kiển, rồi xà đen. Dạ. Mình cho làm những thứ khác nữa, thứ mình xài á. Dạ. Mình trồng thì nó chung quy thì mình trồng. Đặc biệt là cái thứ nào mình xài là mình trồng. Dạ. Dạ cho nên là cái mà khi mà cái lực lượng đó của chú anh chị bà con đó là đến là hỗ trợ cho chú Mừ là rất là nhiều. Thì mua nguyên một năm á thì bà con họ lợi họ hỗ trợ hoàn toàn là công không của chú anh chị. Làm vậy cũng như là chú Năm với chú Mừ nè, không nghĩ là mình là làm như vậy là mình được cái gì hay là lo cho gia đình được cái gì của chú anh chị. Làm là vì một cái tấm lòng là từ thiện giúp đỡ bà con bị bệnh thôi của chú anh chị. Thì hôm nay cũng gần Tết sắp đến rồi, là cái nỗi lo lắng nhất của chú Mừ là hiện giờ là theo mình được biết là chắc có lẽ là lo lắm hả chú Mừ? Dạ. Mình lo cái gì chú Mừ? Mình lo cô bác Tết nhất tới nơi rồi, thì năm nào mình cũng có một cái gói xuất quà cho cô bác anh em rồi mừng chung với mình. Bởi vì mỗi lần tôi nhớ không nhầm là có 50 phần à. Dạ. Bò đâu ba mấy lần à. Dạ. Mới đầu tiên á, rồi từ từ mang cái đó mình trồng cái công nghệ chịu à. Dạ. Mình làm thuốc nhỏ lẻ mà rồi mình mang tới rồi cô bác biết thuốc mình làm ra gì nè. Dạ. Người ta xin nhiều ngày nhiều cô bác tiếp ngày đông. Dạ. Như hôm rồi đó mình đi đầu nghệ đó là cũng được 600-700 bao mà cô bác biết bữa đó không 150 người á có trên. Dạ. Đó cô bác nghe mình đầu nghệ là nó tiếp trồng lắm. Dạ. Vậy đó. Thành ra bây giờ cũng như thuốc con bao tử mình cũng như là thương hiệu rồi. Mình làm là ra là mệt nghỉ thôi chứ không có nói là dư. Dạ. Là không có động lợi chứ. Dạ. Cô bác nào lợi tới trước thì mình cho trước. Dạ. Rồi cô bác đông như vậy mình lo nhất là cái gì? Thì lo thì quà ăn uống rồi Tết nhất phải lo cho cô bác rồi có phần quà để cúng ông bà rồi. Dạ. Lo mừng lắm. Dạ. Thì như cũng như chú Mừ có chia sẻ với mình đó bà con cô chú, là một cái phần quà tuy nó không có ý nghĩa, nó không có về mặt vật chất, nó không có ý nghĩa gì hết á, nhưng mà rất là quan trọng đối với là cái hãnh diện của quý bà cô bác. Cái người ta đi làm cả năm á. Dạ, cái phần quà không bao nhiêu tiền, 100.000, 150.000 hay là 200.000 gì nó không có quan trọng, nhưng mà quan trọng là đội từ thiện thuốc nam thuốc viên là kính tặng để lên bàn thờ để cúng ông bà. Thì cái đó là cái niềm hãnh diện. Rồi bây giờ là hình như là bà con rất là nôn nao đợi chờ cái đó hay sao chú? Dạ, hay đó. Cô bác thì năm nay cũng chờ dữ lắm. À, chờ dữ lắm đó. Thì dạ. Bây giờ thì con cũng nói thiệt với chú Mừ luôn, con cũng hôm nay con cũng chia sẻ niềm vui với chú Mừ luôn, nhưng mà chưa đủ nha chú Mừ. Dạ. Thì cũng được là hai mạnh thùng quân của chú anh chị, một mạnh thùng quân là gỡ cho 500 đô, hai mạnh thùng quân là gỡ được 1.000 đô, là khoảng 24.600 tiền Việt Nam mình đó cô chú anh chị. Nhưng mà theo mình được biết bây giờ thì 200 phần quà
nếu như mà 200 phần quà, một phần quà mà rẻ thì 150, còn mắc thì nó là còn cỡ cỡ có là nó 200, thì ít nhất cũng phải là 40 triệu, nhưng mà mình bây giờ mình mới có được là 24 triệu mấy trăm mà, thì cũng thấy cũng hơi hơi khó của chú anh chị. Thì bây giờ nói chung ra thì ông Mự thì có bao nhiêu cũng lo vô đây hết rồi. Dạ, cho nên là bây giờ mà thiếu mười mấy triệu đó nữa mà nếu như mà mình lo cũng khó mệt lắm á chú Mừ. Nhưng mà cái phần quà này có thể không có được không? Thì nó cũng được chứ mà nó làm sao đâu á, nó dạ, mình thấy nó thiếu làm sao đâu ha. Cũng sao đâu á. Dạ dạ. Chứ còn quá nói chung quy anh em làm tiếp á. Dạ. Cũng không phải là quan trọng gì cho lắm. Dạ. Mà điều mà mình thì thấy nó khó thì nó vui. Dạ, khó thì vui ha. Có anh em nó không không khởi đó. Dạ. Tại vì gần 200 người, 200 mấy chục người, chứ không phải gần 200 người, nó gần 200 mấy chục người. Mà nếu như người nào có quà hết ha, xoan sang năm, 40 công nghệ của mình nó sẽ dở, sẽ tốc hành luôn. Tốc hành luôn. Còn nếu như mà không có thì đôi khi người buồn, người vui, thành ra nó cũng hơi khó xử cho chú Mừ vậy thôi. Chứ không có thì bà con cũng nói, cũng không có nói gì. Tại vì đây là một cái tấm lòng từ thiện. Dạ. Nhưng năm nay mình giờ nhà thấy mình lấy đồ làm nó cũng hơi hao tiền. Dạ, tại vì năm nay nói chung ra thì năm nay là tốn không hơn các năm đó. Là tại vì đợt mạnh thường quân của chú chỉ hỗ trợ một chiếc Cuba nè, rồi hỗ trợ mướn đất nè, nó hỗ trợ mướn đất nè, rồi thêm bây giờ giờ cái nhà này thì cũng trên 100 triệu nữa đó. 200 mấy đó. 200 mấy đó cô chú anh chị, thì chú Mừ cũng có gồng gánh ở trong đây. Có dính của mình một mớ. Tại chú Mừ cũng trong, nhà không? Trong đây cũng một mớ đó cô chú anh chị. Đó, thì cho nên là cũng hơi khó, cho nên bây giờ thì cũng rất mong là cô chú anh chị cùng cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước, cùng với Mạnh Thường Quân, cùng chung tay với chú Mừ, cùng chung tay với nhà Phúc Nam, là để là mình chung tay, mình phối hợp với chú Mừ để là làm từ thiện cho bà con bị bệnh nghe cô chú anh chị. Thì đặc biệt thì Tết sắp đến rồi, thì công sức của các cô chú anh chị ở đây cũng là một năm rồi, cũng mình thấy cũng nên có một cái phần quà lặng là tặng này cho có ý nghĩa hay chú Mừ. Nói chứ làm thì làm, chú cũng ráng lo chứ sao vậy. Vậy cũng ráng dạ. Thì bây giờ đó là đuối lắm á. Dạ đuối lắm á. Dạ thì chú Mừ cô chú anh chị làm là bơ phờ luôn, 6 giờ sáng thức dậy rồi là đi ra đồng làm, 3 giờ rưỡi là thức à. Vậy đó hả? 3 giờ rưỡi làm tới giờ luôn đó. Là làm bồn quạt phòng này tối luôn á. Người ta dựa bánh trái đồ đạt tăng Tết. Còn mình thì chỉ biết có dựa thuốc là ăn Tết thôi. Dựa thuốc là ăn Tết. Thì thật là vậy đó. Bây giờ mình làm thuốc này, bây giờ tự nhiên cái máy này thì chắc có lẽ bữa dài hết. Dàn bột này là chúng ta làm hết là để là cô bác ở Bình Dương về. Ta thỉnh thuốc dữ lắm. Làm dự trữ cho cô bác na về nó ta thỉnh. Ra làm thì thật là vậy luôn á. Mình phải dự trữ lên mới có thuốc cho. Đúng rồi, khi người ta lâu lâu người ta về không có một chai thuốc, người ta buồn lắm hay chung rồi. Mình thấy nó bức ức cho lương tâm. Bởi vậy phải giá nào cũng phải làm, chứ nếu đi ngoài đồng mới là vô nghệ đâu mà vẫn làm thuốc. Thì hôm nay là cái nhà thuốc mình á là hoàn toàn là nó xong xuôi hết 100% rồi hả chú Mừ. Bây giờ là đi đưa vô là mình chỉ là hoạt động là rồi đó ha, là xong đó ha. Thì bây giờ thì chú Mừ sẽ lại sẽ cái này là mình vô mặt ông hay sao? Vô mặt ông đó. Vô mặt ông mình kêu mình cha mặt ông cũng nó đó ha. Vậy đó. Mình mà không đúng là lên tân hết. Mà bây giờ làm biết nó quen rồi, một khỏe gì là hơn nữa thao vậy đó. Vậy đó. Cũng như là 10 kg là 1 kg. Dạ. 10 kg bột á. Dạ. Ký hoa không? Vậy đó, vô vậy đó. Rồi ăn trước mình đi chay. Dạ. Cái này là thuốc này là cho không có kịp cho đâu. Đó là thiệt tình luôn á, vậy đó. Làm ra nhiêu là hết trơn nhiêu à. Cái này hơi ướt rồi. Giống tôm khô ngầu đường hả? Mẻ này chú Năm bỏ hơi nhiều mặt ông rồi ha. Nhiều mặt rồi ha. Nhiều xong rồi tốt. Dạ, nhiều quá thì tốt nhưng mà nó hao. Hao. Ngại thì mình chưa tính nha cô chú anh chị, nhưng mà đặc biệt cái tiền mặt ong nó cũng kinh khủng lắm chứ không phải giỡn đâu. Nhiều quá. Tiền mặt ong rồi tiền chai. 70 triệu, 7 mấy triệu á. 70-80 triệu tiền mặt ong cô chú anh chị. Đó. Đây là mặt ong nè, mặt ong chú Mừ thì chú Mừ mua mặt ong nuôi.
đó à. Rồi được là bà con người ta hỗ trợ thêm nữa nghe cô chú anh chị, chứ đâu phải người ta bán thẳng đâu. Dạ chẳng hạn gì bán gì cho đó, chẳng hạn như một can mật ong 25 lít là người ta cho nhiêu? À, một thùng vậy thì khi thì 3 triệu khi thì 2.8 à. Vậy đó người ta bớt lại đó ha, bớt lại. Dạ, một lít mật ong là 100 là ngàn, nhưng mà trăm ngàn ta, nhưng mà người ta bớt 80 nữa nè. Còn gì gì 80 hả? Rồi. Cái bao này luôn ha. Ừ. Đây. Bây giờ còn có sắp bắt đầu đi mua nữa nè. Dạ, sắp bắt đầu đi mua mật ong nữa không hả? Có, không phải đi mua nữa. Dạ. Thì cái thuốc nghệ này nha cô chú anh chị thì 100% nghệ nguyên chất cộng với mật ong. Cho nên là uống nó rất là tốt cho bao tử, cho nên là rất là nhiều người xin luôn. Chẳng hạn như là ở chua hay là thình bụng đồ á cô chú vậy khó tiêu á, uống là bảo đảm với quý vị là chất lượng luôn á. Coi như bây giờ là cũng như là mà ông này là ta trời á là mở mở 192 mình nghĩ sao mới chịu. Dạ. Quên mà ông hút bao tử á. Hút bao tử bình chánh hai ổ bào chế đó bình chánh hai xã anh Mỹ người ta mới chịu. Dạ, dạ. Còn chỗ khác là mình không dám nói nữa. Dạ dạ đúng rồi, thì mình chỉ biết ở bên mình vậy thôi. Còn cái chỗ khác đó, thì ai làm sao thì làm. Thì cái chỗ nào tùy mọi người. Ai uống chịu chỗ nào đó, thì người ta xin chỗ đấy, nhưng mà cái chỗ của mình đó là được nhiều người uống chịu hơn. Dạ người ta xin bởi vậy 3.000 chai thấy nhé, 3.000 chai là nhiều lắm chứ hết đâu. Dạ. Lúc trước đó là bạn Phương vừa mình về á cô chú anh chị, cũng là xin cô chú mời một mớ về đang uống rồi bạn ấy chịu, bạn ấy kêu mình gỡ lên cho bạn ấy nữa. À, 3.000 chai mà bữa nay chắc này là vô chai nè. Dạ. Tháng mơ như nè là cho ngày mơi chứ ngày mốt là coi như là hết á. Cho ngày mai là ngày mốt là hết ha. Hết á, dạ. Rồi thì bây giờ mình với chú Mười sẽ kéo ra nghe cô chú anh chị để cho mấy cô ở ngoài ngoài là vô dạ. Vô chai. Rồi khi sẽ đẩy luôn. Khi mình sẽ đẩy luôn. Đây xin chết. Vào nữa ha. Mình có là thử mình làm một mẻ gì vậy, 3.000 chai là bao nhiêu ký không chú Mười? 350 ký. 350 ký ha. Dạ. 350 ký thuốc mà không tại vì một bao này á nó chứ mặn nó cũng rất giả lắm. Dạ thì mình đã ăn đồ như hôm nay một bao vậy là 50 ký á. Dạ một tử á trên 50 ký á, tại vì mình ấy ra rồi thì nó phải thành bột rồi thì nó nặng hơn là lúc mà cái cũ. Ờ xe bộ nặng lắm. Dạ thì bây giờ đây, qua đây là cái đội vô chai nè, mà chắc này là chưa đủ á. Dạ. Chưa đủ ngự đó. Dạ đây là bà con ở vòng vòng ở đây đến ăn tiếp nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Đây là chị em ở láng giềng mình ở đây nè. Dạ. Tiếp vô chai đó. Đó thì bà con lỡ tiếp vô chai vậy đó cô chú anh chị, hỏi mà Tết mà mình không có cái phần quà mỗi năm thì năm nào cũng có, mà năm nay mà thấy mà không có thì nó cũng kỳ. Tại vì năm trước, mấy năm trước cỡ tháng 10, tháng 11 có Mạnh Thường Quân người ta hỏi rồi, người ta hỏi quà cáp đồ sao năm nay mình không thấy gì hết. Cho nên là thấy cũng lo thì chú Mười cũng thêm cái phần lo nữa cô chú anh chị. Cho nên là muốn chia sẻ với cô chú anh chị cùng với Mạnh Thường Quân đó. Dạ có thể là mình hỗ trợ được cho bà con một chút gì đó niềm vui ngày Tết. Người thì vô ấy, người thì vô dặn nút. Dạ. Vậy đó. Ai vô chai, ai dặn nút rồi dặn. Dạ. Thì đây là cái chai thuốc đau bao tử nha cô chú anh chị. Đó. Thuốc đau bao tử, hội Đông Y xã Bình Mỹ, tổ bào chế thuốc Nam, ấp Bình Chánh 2. Ấp Bình Chánh 2 mới chịu ha. Ấp Bình Chánh 2 mới chịu. Đó. Thì bà con ở đây vô thuốc vậy đó. Đó. Đây, đây chú Mười. Các cô này là vòng vòng nhà mình không đó hả? Mấy chị ở đây là phải, đây là phải nhà mà. Hai vòng vòng ở láng giềng mình đó rồi ta mặn đó là ta tiếp. À đây là cô bác ta tiếp. Bà xã của chú Mười nha, cô chú chị bà Mười giơ tay lên cái bà Mười. Còn đây. Đây là thứ hai ở sát bên đây. À, đây là ở đây hay cũng ở sớm mà. Dạ ở sớm ha. Mà hay mỗi lần mà hay là vô chai là bắt đầu là sớm vô chai vậy đó ha. Dạ. Điện sớm vô chai ha. Dạ. Mà ở đây trong phe gì trò viên luôn, trò viên không có gì được chai ngờ đây trò viên nữa. Dạ. Chà gần tối. Có mà chà gần trò viên thuốc
thì cũng có luôn. Dạ, chai gà Huy là làm tất cả. Còn mấy nè, có hai lão tướng nè. Dạ. Hai ba lão tướng là à, đây một lão tướng, đó lão tướng, đây một lão tướng là ba dạ. Lão tướng là hào 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 70. Dạ. Ồ 70 luôn đó. Mấy năm rồi mình có quà không mấy cô? 2 3 năm trời mình có quà không? Có hả? có có chứ. Sao kỳ á? Phải có mới được chứ. Sao quá được. Tất nhiên là mình không có cần đến hay sao mà mình không có cần đến hay sao mà mình quên. Sao mà không? Quên tuổi nữa ha. Dạ, con nhớ hình như là 3 năm rồi vậy đó. 3 năm liền rồi đó, là năm nào cũng có mà. Có. Có. Đều có hết ha. Dạ. Và nếu như năm nay không có được không? Năm nay giờ do các nhà, các ấy đồ khó khăn quá là không có được không? Dạ. Cụ lấy tiền ra ngoài lấy tiền quá không lấy. Bây giờ muốn lấy bao nhiêu? Vậy hả? Có bao nhiêu? Rồi bao nhiêu? 500 đó ha, là mỗi một người là 500 đó ha. Ồ, nhà thuốc Tân Quan là nhà thuốc giàu, còn nhà thuốc mình nhà thuốc nghèo rồi sao phân biệt được? Ừ, mấy 50 nhà thuốc giàu, nhà thuốc mình nó nghèo muốn chết, 500. Nói nghe nè, ngày 25 là có 500 nha. Dạ. Còn cái, còn mà trong cái tháng này lai gai nước ngoài vô là 200 điều ra. Vậy đó ha. Có người nước ngoài vô là có. Dạ, có người nước ngoài vô là có tiền. Quá đông rồi. Thôi với bà, cụ cũng thông cảm, ông ngoại cũng thông cảm đi. Nhà thuốc của Tư Ngoan đó là nhà thuốc giàu, có nước ngoài vô. Còn nhà thuốc ông Mừ là nhà thuốc nghèo. Nghèo, không có nước ngoài vô, có mình nên Thái lâu lâu Thái nó vô nó kêu gọi cái sự hỗ trợ. Chứ còn mà nước ngoài thì không có. Dạ. Nói vậy cho vô con ơi chứ. Dạ. Từ thiện không ai lấy chứ, có ai đâu mà nhận. Dạ đúng rồi, con thôi chơi mấy chị còn cho ngược lại luôn. Dạ. Nói nó chơi vậy. Dạ. Ừ, còn mua chai. 100-200 vô chai. Mua chai. Hùng tiền mua chai luôn hả? Ừ. Thiếu là giáp nhau Hùng lên mua chai. À. Một người 100 vậy là 10 người là được 1 kẹo. Ừ. À, một kẹo vậy được bao nhiêu chai? Vô được mẻ. Kẹo vô được mẻ. Một mẻ 300 chai hả? 3.000 đó. 3.000. Một mẻ của mình là tới 3.000 chai. 3.000 chai. Trời ơi trời, chai như vậy nè bà con cô chú ơi. Chai 500 đồng á. Như vậy nè, mà 3.000 chai. Là 1 triệu rưỡi là thiếu 500 đó. 500 nữa là ông Mừ phải bù vô nữa. Trời ơi. Mà cho có 2 ngày hết trơn à. Cho 2 ngày hết rồi ha. Dạ có 2 ngày. Vậy đó mà lợi sinh á. Đang làm gì đó? Cho lỗi sáng còn lại dinh rồi đâu có. Dắt chiều ngày mình bữa nay mình làm dắt chiều ra ta. Dạ thì là các cô chú ở đây á, cô chú anh chị cũng vui lắm, đặc biệt là ngoại nè. Là thử nữa đi. Khi nào mà vô chai thôi là bà thử nữa đó. Là lại vô rồi. Đó. Đó. Chai mà nếu mà đây không có nhà đâu. Mày có nhà. Là đi xuống mình đẩy đó. À đi xuống mình đẩy luôn á ha. À, là xuống nhà thuốc Tân Quan. Là cái thuốc mình có thuốc này có ở dưới nhà thuốc Tân Quan không bà ngoại? Không. Không hả? Thấy để chai mà. Không. Dạ. Yeah. À mình đem lén ha, mình sợ là vô nhà thuốc nó kỳ á phải không? Nhưng mà người ta cũng có xin phải không? Có xin. Người ta có xin bao tử nè, mình phải đem lén hả? À. Dạ dạ. Dạ. Rồi năm nay ai muốn có quà, ai không muốn có quà giơ tay lên đây đặng con biết. Người nào không muốn có quà? Bà Sáu không? Rồi bà Sáu có một phần quà. Bà Sáu có một phần quà, ai giơ tay đó. Thế là bà Sáu rồi có quà. Cái nhận thì không ai nhận. Dạ. Cái tình nghĩa nếu con cháu là cho thì cũng phải không từ chối được. Vậy chứ bây giờ đó, con nói với bà cái tình cái nghĩa rồi đem vô tới nhà bà làm bởi sao vậy? Bà từ chối được bà Sáu. Thấy không bà bỏ lại. Ừ, bỏ vậy. Tới nhà bà làm sao đây? Thầy thấy vậy nó cũng có một cái tình cái nghĩa hạnh diện lắm đó. Hạnh diện lắm. Dạ. Là khi là mình làm hỏi phần quà này đâu là họ bên thuốc nam cho tao phải không, là tao biết mình ta đâu có cần cái ăn uống gì đâu. Dạ. Ta nói rồi đó. Ừ. Đi mần cả năm trời đó, tết nhất ta có vậy đó ha. Ừ. Dạ, có chỗ từ thiện là mình khoái trong bụng liền ha. Ừ. Cảm ơn. Dạ. Cái danh dự của các cháu. Dạ. Dạ thì ở đây là một cái đội là chỉ là vô chai vô chai thôi cô bác. Ờ vô chai thôi. Ờ rồi vô chai với dán nhãn như này đó. Ông bạn ông lấy cho thằng 23 coi. Lấy 23 coi.
cơm. Hai bao gì nữa? Hai bao bỏ đựng thuốc. À, hai bao bỏ đựng thuốc nha. Bạn kêu bằng anh đồ cho nó thơm thơm xíu. Chào ông bạn gì chạy. Chạy ông bạn ha. Dạ. Thì vô là chừng nào mà rồi 1000 chai luôn mới nghỉ hay là chừng nào mà mình hết nổi rồi mình nghỉ? Mình vô đây mình ngồi đây mình vô hoài chừng nào mà rồi đủ 3000 chai đó mới nghỉ. Trời ơi. Vô hết 3000 chai mà còn chưa xuất nữa còn đi chứ qua không thuốc nữa. Vậy đó. Dạ. Dạ, quá hay rồi. Dạ thì hôm nay thấy vô đây để chia sẻ là bà con cô chú anh chị ở đây làm thuốc nam trong nhà thuốc nam thuốc viên của chú Mừng nha cô chú anh chị. Thì bà con ở đây thì nói chung ra thì cũng không có là muốn nhận những cái phần quà đó hay là yêu cầu để được cái phần quà đó, nhưng mà khi mà làm một năm vất vả rồi thì trong nhà thuốc chú Mừng với Thái với các chú ở đây cũng muốn là có một cái phần quà là để là như là một cái niềm hãnh diện rồi một cái sự quan tâm của nhà thuốc đối với bà con mà đến để làm thuốc nam đó cô chú anh chị. Dạ thì cũng rất mong là cô chú anh chị cùng với là các mạnh thường quân xa gần trong và ngoài nước cùng chung tay với chú Mừng để tiếp tục là làm cho cái nhà thuốc nam của mình một ngày một phát triển nha cô chú anh chị, một ngày một phát triển giúp đỡ được cho nhiều bà con, rồi được cái sự giúp đỡ của bà con là đi làm tiếp thuốc nam qua sang năm để là dỡ nghệ đồ nha chú Mừng. Dạ thì Thái cũng xin thật là biết ơn các cô chú anh chị mình cùng quân cùng với quý khán giả nha. À, chú Mừng có gì muốn nói với bà con cô chú không? Không biết nói gì hơn, bây giờ chú Mừng chỉ cảm ơn, rất cảm ơn những nhà mạnh thường quân giúp đỡ cho nhà thuốc mình ở đây. Một ngày một làm cho có chú thuốc thật nhiều, cho cô bác uống hết bệnh là được à. Dạ. Nhờ cô bác giúp đỡ mới làm nổi chứ. Mình nên tôi thì không có khả năng làm nổi. Dạ, mình nên mình thì làm được một vài chai cho vậy thôi. Dạ, làm nước mớ dạ. Nhắm gì thôi, nhưng một lần đó mình làm có công hay không à. Dạ, dạ. Thì hôm nay thì chú mời tiếp tục đi chú. Dạ, giờ không biết nói gì hơn. Giờ rất biết ơn những nhà mạnh thường quân giúp đỡ cho nhà thuốc mình. Dạ. Cầu mong chư mười phương chư Phật gia hộ cho những nhà mạnh thường quân dồi dào sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn. Dạ. Thì không biết nói gì á. Dạ. Thì hôm nay thì con vô đây thì con cũng báo tin vui cho chú Mừng cùng với là các cô chú ở đây luôn. Thì hiện giờ cái phần quà Tết của mình là được 1000 đô rồi. 1000 đô là khoảng là 24.500.600 gì đó. Dạ, là 24 triệu mấy rồi, nhưng mà chú Mừng nói là 200 phần quà. Chắc có lẽ là mình chưa đủ. Nếu như mà mình không đủ thì mình có thể là mình chia ra một phần quà 100.000 ấy. Gán lo chứ sao vậy? Gán lo á. Dạ thì cũng được 1000 đô rồi cô chú anh chị. Thì bà con cô chú anh chị nào mà thích làm thuốc nam hay là cùng chung tay với chú Mừng thì hỗ trợ cho nhà thuốc được một cái phần quà Tết thật ý nghĩa nha cô chú anh chị. Dạ thì video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác mình vào một video tiếp theo ha. Dạ xin chào. Cảm ơn.